đang xem tivi thì có vị khách không mời ghé chơi nhà. Tại một hộ nhà ở Thái Lan, gia đình từ người lớn lẫn em nhỏ đang vui vẻ quay quần xem tivi thì bỗng dưng có một vị khách lạ mà quen chạy thẳng toàn toàn vào nhà mà không thèm hỏi chủ nhà mặc dù đã đi ngang. Vào được một hồi thì anh bạn này bị một cô bé gái trong nhà bắt gặp được. Anh bạn kỳ đà này tính tình cũng hiền lành, chưa làm gì ai hết mà tự dưng thấy người ta rồi la toáng lên. Được biết tại Thái Lan, nếu đối với những nơi ở vùng xa thì chuyện thú vật vào nhà cũng không còn gì là xa lạ. Chiếc clip được quay từ camera của hộ gia đình và đăng tải trên mạng xã hội khiến dân tình cười xỉu với độ tỉnh của vị khách ấy.